Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cư mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thưa cộng đoàn, ai trong chúng ta cũng hiểu, sinh con là việc của vợ chồng. Thế mà ở đây, đức trinh nữ được đề nghị để sinh con, trong khi bà không biết đến việc vợ chồng. Vậy thì phải sinh cách nào hay là thế nào? Và đương nhiên với Thiên Chúa qua lời sứ thần truyền, không có gì là không thể làm được. Chuyện nhỏ đối với Thiên Chúa, vấn đề là con người có chấp nhận hay không. Cũng giống như cách nói của Chúa Giêsu sau này, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá trở thành con cháu của Abraham. Việc trinh nữ sinh con đối với Ngài không vấn đề. Vấn đề là trinh nữ ấy có chấp nhận cách Thiên Chúa hành động hay không. Đức Maria đã thưa với sứ thần: Tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Một tấm lòng hết sức khiêm tốn trong vai trò là nữ tỳ, để Thiên Chúa làm cho Đức Maria theo cách của Ngài. Vấn đề là Đức Maria đón nhận một cách khiêm tốn ấy. Và thưa anh chị em, dường như chúng ta đến với Thiên Chúa không theo cách của Đức Maria, không phải là nữ tỳ hay là nam tỳ, mà chúng ta đến với Thiên Chúa trong tư cách đôi khi là ông chủ và bà chủ. Chúng ta xin Thiên Chúa, nhưng rồi chúng ta đòi Thiên Chúa làm theo cách của chúng ta. Chúng ta còn nhớ câu chuyện trong Cựu Ước
ông Na-a-man người xứ Syri. Ông đến với ngôn sứ Elise, ông bị phong hủi. Ngôn sứ bảo ông hãy đi tắm ở sông Giô-đan thì sẽ được khỏi. Nhưng ông phản kháng, tưởng đâu ngôn sứ làm việc lớn lao gì để chữa lành cho ông. Ở đây bảo đi tắm ở sông Giô-đan thì quê ông có khối những cái dòng sông tốt hơn sông Giô-đan nhiều. Cũng như câu chuyện người thanh niên giàu có đến với Đức Giê-xu, anh ta khao khát nước trời, anh ta xin Ngài hãy chỉ cho anh ta cách để đạt được nước trời. Ngài bảo anh ta hãy đi bán hết tài sản cho người nghèo rồi hãy đến theo Ngài. Anh ta không chịu. Đấy cũng thế, nhiều khi chúng ta không chịu cách Thiên Chúa hành động, vì thế mà chúng ta xin chúng ta không được, rồi chúng ta đâm ra thất vọng. Có câu chuyện kể rằng có một người kia muốn xin Thiên Chúa cho mình được trúng số. Thiên Chúa trả lời anh ta: ngươi hãy cho ta cơ hội, đó là hãy ngươi hãy mua thử một tờ vé số. Nếu ngươi không mua vé số, làm sao ngươi có thể trúng số được? Đấy, nhiều khi chúng ta không trao cho Chúa cơ hội, chúng ta không chấp nhận cách hành động của Ngài, vì thế mà Ngài không thể làm được cho chúng ta. Không phải vì Ngài thiếu khả năng, mà vì chúng ta không chấp nhận cách Thiên Chúa làm cho mỗi người chúng ta.